Có hai cái là mình sẽ học tốt ngay lên lập tức. Các bạn để ý cái đoạn này cho thầy nhé. Thứ nhất là chị Mỹ bảo chị học lâu rồi, và cái lâu của chị là hơn một tháng, thì em rất lo sợ là chị sẽ không học được vì cái cách suy nghĩ như vậy. Nào rồi rồi, tên là Mỹ hay là Vân nhỉ? Dạ, tên là Mỹ ạ. Mỹ à? Rồi Mỹ ở đâu? Mỹ năm nay bao tuổi rồi? À, Mỹ nay 41 tuổi. Trời Mỹ ơi, sao mà trông thì chị trẻ thế, nhìn cứ như kiểu là hai mấy tuổi, thế là em lại xưng là Mỹ. Rồi rồi, thế chị Mỹ đang ở đâu chị? chào Bình Dương thầy ạ. Rồi, thế Bình Dương thì em quen nhiều lắm. Thì chị Mỹ đang học tiếng Anh như nào rồi, có câu hỏi gì không chị? Từ lúc tình cờ gặp được cái cuốn thầy và đọc cuốn sách của thầy rồi, nhưng mà không biết sao đầu óc mình đang sao á, học chắc cũng hơn cả tháng rồi mà chưa có thuộc. Mình vô vô luôn cái bài The Day of the Dead, chắc cái khó hay sao mà chưa có thuộc. Không, tại sao lại thuộc chị? Đúng không? Mình đang sai lầm đấy, thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn mình nhé. Chưa ai yêu cầu phải thuộc bài ấy cả, chị không xem hướng dẫn kỹ rồi. Thì bây giờ Day of the Dead đúng không chị? Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn chị bài Day of the Dead nhé. Thì từ bài Day of the Dead này là cái bài mà em đã từng học đầu tiên và đã thành công trong việc nghe nói tiếng Anh. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn chị và tất cả các bạn nhé. Các bạn đồng ý bấm số 1 nào. Cảm ơn các bạn nhé, cứ để lại số điện thoại ở trong Zoom đấy nhé, còn ở ngoài để lại dấu chấm cho thầy. Nào, đây, bắt đầu vào học tiếng Anh đây. Đúng ý các bạn nhé. Chị Mỹ sẽ thấy là bây giờ em sẽ hướng dẫn chị học, và không phải em bảo chị thế này thế kia đâu, nhưng mà thật ra chị sẽ thấy là việc chị chưa học được sau hơn một tháng qua nó hoàn toàn đến từ việc mình tư duy thôi. Ai khả năng học được hết chị ạ? Cái tiếng Anh này thậm chí còn dễ hơn tiếng Việt rất nhiều. Em nói thật chị luôn, em đi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài á, em thấy họ kêu giời kêu đất ra, mà xong đúng đúng là lúc vào đến phần dấu riết là em thấy khó thật, khó thật sự ấy. Thì tiếng Anh này vì sao ai học được, là vì không ai có khả năng là cứ làm đi làm lại một bài mà không được cả. Thì đây nhá, đầu tiên thì thầy sẽ nói qua, các bạn nhìn rõ chưa, rõ âm rõ thầy nào. Thì đầu tiên chị Mỹ ạ, cái giáo trình này không phải để học thuộc, đây là một câu chuyện tiếng Anh đúng không chị? Thế bây giờ chị học như nào, chị thử kể cho em nghe xem nào, sau em sẽ hướng dẫn chị cái cách mà chị nên học. Khi mà nghe cái clip của thầy á, cái clip của thầy mà thầy đọc xong là thầy dịch á, Vâng. nghe của thầy để mà biết được cái nội dung của bài, Rồi. nhưng mà nghe rất nhiều lần như rồi hiểu được cái bài đó rồi, Rồi. nhưng mà xong rồi nghe thầy, rồi nghe thầy AJ đọc nữa, nhưng mà mình cũng đọc theo đó. Lúc đầu thì không nghe được, sau đó nghe được, giờ thì hơn cái tháng rồi thầy mới nghe được thôi, nhưng mà lại vẫn chưa nhớ được bài nên vẫn chưa được vô phần mini Thế là chị đang học sai hoàn toàn rồi, và chị có tin là 10 năm nữa mà chị đang học một cái giáo trình nó tuyệt vời như này mà chị vẫn thất bại không chị? Em vừa nói lúc nãy mà chị cứ cười, chắc là chị thấy bản thân mình trong đó đúng không chị? Đầu tiên chị nghe tiếng Anh trong cuộc đời chị đã hiểu một lần nào trong đời khi nghe tiếng Anh chưa, hay mỗi lần nghe tiếng Anh chị chạy mất cả dép chị? chốn không biết gì. Đúng không chị? Thế bây giờ chị nghe một bài khó như thế này mà chị đã hiểu rồi đúng không chị? Không, hơn nửa tháng rồi đó thầy à, Thì hơn không nửa quan tháng trọng, sao rồi. chị cứ làm cho mọi thứ nó khó lên nhỉ chị Mỹ nhỉ? Bây em hỏi chị là chị nghe bài này bây giờ chị hiểu rồi đúng không chị? Thì bây em bảo chị Mỹ này, chị sẽ nghĩ như thế này là chị sẽ tự nhiên thấy mình giỏi này. Chị mất gần một tháng, hay là một tháng hay hơn một tháng mới hiểu bài này đúng không chị? Và chị thấy thế là đau khổ đúng không chị? Chị có biết là có những cô phải mất hàng năm trời mới hiểu bài này mà người ta vẫn thấy sung sướng. Chị đã thấy sự khác biệt chưa chị? Rồi đầu tiên là hiểu bài này, thì trước đấy chị chưa bao giờ hiểu tiếng Anh, bây chị hiểu được tiếng Anh, chị có thấy sướng không đã? Chị phải trả lời thật, hay chị thấy nó đau khổ? Vì em nói nên chị mới cảm thấy sướng đúng không? Còn trước đấy chị đang cảm thấy đau khổ đúng không? Dạ đúng rồi, lúc trước thì cũng hết. Trời ơi, sao cả tháng trời mà mình nghe được mấy câu thế này mà mình vẫn chưa học được, vẫn nhớ không nhớ được. Nhưng mà cũng có thích cái là trước đây không nghe được, bây giờ nghe được, thậm chí nghe được, nghe thầy đọc được cái từ đó nhưng mà mình vẫn chưa phát ra được, Thôi giống chị như chẳng là tập bị trung vào câu hỏi đã. Chị nghe được hiểu bài này chị có thấy sướng không? Thật sự luôn. Nhưng cách nói của chị là không sướng. Còn như em ngày xưa cũng mất một tháng, hơn một tháng em mới hiểu bài này. Chị Mỹ nhá, chị còn được nghe em dịch đúng không? Em ngày xưa là phải tự đi dịch. Không, chị có biết là chị đọc sách thì biết thừa rồi. Em hỏi anh Cường một câu, hỏi anh Phú một câu. Biết vì sao em phải hỏi cả hai người không chị? Phải san ra, không hỏi nhiều quá một người, các anh đấm vào mặt cho. Hỏi nhiều quá. Thế mà em học như vậy mà lúc em nghe được em sướng gần chết. Mà chị lại bắt đầu lo là tại sao mình không thuộc bài này rồi kia. Cái giáo trình này em đã bao giờ bảo chị phải học thuộc lòng đâu. Đúng không chị? Toàn mình tự nghĩ ra vậy. Tại sao phải học thuộc lòng bài này chị? chứ bây giờ không không nhớ, bây giờ Nhớ làm không gì? nhớ Em vẫn chưa hiểu vì sao chị cứ nhắc đến từ nhớ này. Theo các bạn có phải nhớ để đọc được bài này không?
Theo các bạn thầy có nhớ bài này không? Nhưng mà mình nghe học lâu rồi mà mình không nói, mình không không nhớ được. Rồi, có hai cái chị cần giải quyết ở đây nhá. Có hai cái chị cần giải quyết ở đây mà chị sẽ thấy chị học tiếng Anh tốt ngay lên. Chị Mỹ có thích em nói không? Có hai cái là mình sẽ học tốt ngay lên lập tức. Các bạn để ý cái đoạn này cho thầy nhá. Thứ nhất là chị Mỹ bảo chị học lâu rồi. Và cái lâu của chị là hơn một tháng. Thì em rất lo sợ là chị sẽ không học được vì cái cách suy nghĩ như vậy. Em sẽ tìm một người lên chân lâu hay chóng hay như thế nào. Sau đó cũng sắp thầy, thầy đấy thầy học có 40 ngày là thầy học xong một bài. À, chị đi học hơn cả tháng rồi mới hiểu được cái bài thôi nên mình tự nhiên thấy mình dốt quá chứ sao. Sách nào lại ghi 40 ngày vậy chị? Thầy học một bài thầy nói thầy 41 ngày đã học hoàn thành một bài đó. Hoàn thành bài nghe và hiểu thôi chị ạ. Tức là hơn một tháng đấy chị ạ. Cái bài này em sợ em phải học mấy năm mới hiểu được hết đấy. Chị mới nghe sơ thôi mới hiểu sơ chứ chưa biết gì hết. Nên bảo ồ thầy học hơn tháng 40 ngày mà thầy đã xong còn chị thì... Em thấy là thế này này chị Mỹ này. Tại vì thật ra là hôm nay có cơ duyên em gọi chị lên á. Em nhìn cái cách suy nghĩ của chị thì em thấy là chị không thể học được tiếng Anh á. Thật luôn. Tức là chị suy nghĩ gần như ngược lại hoàn toàn cái cách em suy nghĩ và các bạn học viên mình đang suy nghĩ. Chị đang suy nghĩ ngược lại hoàn toàn. Thứ nhất hơn một tháng thì chị bảo là chị học được hơn một tháng rồi. Thì với em á, phải là nói là chị mới học hơn một tháng mà chị đã hiểu bài này, nghe tiếng Anh là chị không phải dịch sang tiếng Việt. Nếu mà theo các bạn mà chị Mỹ nghĩ như vậy thì việc học tiếng Anh nó có giỏi lên luôn không? Có cũng có, không cũng không cho thầy nào. Các bạn phải học những cái này chứ đừng có đâm đầu vào học tiếng Anh. Trời ơi, học tiếng Anh mà cả cái đất nước này tốn bao nhiêu tiền bạc, tiền của, không một ai biết tiếng Anh. Các bạn để ý xem là có mấy người biết tiếng Anh. Các bạn nghe rõ lại câu hỏi của thầy nhé. Thay cho việc nghĩ là tôi đã học hơn một tháng rồi mà tôi mới chỉ có nghe hiểu bài này, chúng ta sẽ nghĩ là tôi mới chỉ học hơn một tháng mà tôi đã nghe hiểu được bài này không cần dịch. Thì nếu nghĩ như vậy thì có liệu mà sẽ học tiếng Anh nó có tốt và dễ hơn và giỏi hơn không? Có bấm có, không bấm không cho thầy. Thế chị ấy, chị biết từ hôm nay vì sao vẫn chưa dạy chị không chị Mỹ? Những câu nào chị nói ra em cũng muốn sửa chị luôn á. Rồi cái thứ hai là tại sao chị phải nhớ bài này, em hỏi thật chị đấy. Cái ý định của chị để nhớ bài này là gì? Trong khi em học hơn 10 năm, em còn dạy cái bài Day of the Dead này cũng phải 5 năm rồi, em chưa nhớ. Thì chị nhớ để làm gì ạ? Chị ở đây thật sự là chị cũng không hiểu luôn nè. Thế là mình không nhớ. Vậy khi mà học cái phần mà mini story thầy hỏi thì làm sao mà mình trả lời được? Thế bây giờ nha, em cho chị trả lời được luôn mà không cần nhớ thì chị có ưng không? Rồi, thì đây em trêu chị thôi, nhưng mà thật ra là khi mà lên học á, điều đầu tiên á, như em này này, em cũng có rất nhiều suy nghĩ kiểu giống chị á, nhưng mà khi em đi học á, mà khi nếu được tiếp xúc với thầy giáo thật sự rồi nhá, thì em sẽ hỏi là em đang gặp khó khăn này, thầy dạy em cái cách học với thì hay hơn là lên kêu một chàng như vậy. Kêu một chàng như vậy không chỉ ảnh hưởng đến chị nhá, mà nếu em không phải là một người ghê gớm nhá chị nhá, là em cứ để chị kêu cho em nịnh nịnh chị bảo thôi thôi chị cố gắng lên tí nhá, chị có tin muôn đời chị cứ kêu và các bạn khác cũng kêu theo không? Em không bao giờ để điều đấy nó diễn ra trong bất kỳ lớp học nào chị nhá. Nào bây giờ việc của chị là sau khi nghe hiểu rồi đúng không chị? Là chị vui rồi đúng không chị? Ngày xưa không bao giờ nghe được tiếng Anh, bây giờ nghe được là vui. Các bạn thấy vui chưa? Vui hộ chị Mỹ chưa? Vui bấm vui nào. Thì chị Mỹ ạ, việc của chị là phải nhìn thẳng vào những cái chữ này chứ không phải nhớ chị nhá. Và chị tập đọc. Tập đọc nó thì sẽ có đúng, sẽ có sai chị ạ. Thì sai đâu thì sửa đấy. Thế theo chị, ngày nào cũng nghe bản chuẩn của thầy AJ đọc, xong chị đọc, xong có người sửa sai cho chị. Cứ làm thế trong vòng cả năm trời, liệu chị có đọc được bài này chuẩn không? Có, chị bảo có, không mà không chị. Các bạn khác nghĩ xem có hay không? Có đúng không chị? Nào. Thế bây giờ có cần nhớ đâu, nhìn thẳng vào đây nhá. Nào bây giờ chị sẽ đọc theo em nhá chị nhá. Em đọc câu nào chị đọc theo nhá, chị ghé gần vào mic giúp em nhá. I arrive in Guatemala. Arrive in Guatemala. On the day of the dead. On the day of the dead. November 1st. November 1st. I'm curious. I'm curious about this holiday. About this holiday. So I go to the cemetery. So I go to the cemetery. To see what's happening. To see what's happening. What I find is quite interesting. What I find is quite interesting. Cũng tạm được chị nhá. Thế là mừng rồi còn gì chị? Thế chị nhớ cái đoạn vừa rồi để làm gì? Thế là học tiếng Việt là cứ đọc bài báo nào là chị cố nhớ bằng được hả chị? Không được, chị Mỹ nhá. Tư tưởng là mình phải bỏ nhá.
chị đọc có tốt không các bạn? Có bấm có, không bấm không nào. Khổ lắm, thầy đã bảo thầy biết trước là chị đọc tốt, cho các bạn hiểu ý thầy không? Tất cả các bạn đều tốt, nhưng mà bằng một cách nào đó các bạn luôn luôn có những lý do để làm cho mình kém đi, mình thiếu tự tin, mình dừng lại và mình nói chung là chị may cho các bạn là còn gặp thầy. Nào, bây giờ chị bảo là dạ, lại kêu đi chị. Không không, thật sự là đến bây giờ thì vẫn chưa, như thầy đọc thì thầy nói đọc như vậy thầy nói tốt, nhưng đến bây giờ ngay cả bản thân chị cũng chưa biết là mình cứ nghe thầy nói là cứ nghe đó, nhưng mà vậy thì làm thế nào để mình tốt hơn, chị cứ nghĩ là mình phải thuộc lòng cơ. Bây giờ nhá, bây giờ thôi bỏ cái chị. Bây giờ câu hỏi của chị là làm nào để biết mình tốt hơn, đúng không chị? Thì bây giờ nhá, em đọc hai cái này thì xem chị thấy cái nào tốt hơn cái nào nhá chị nhá. Các bạn cứ nói vậy thôi, các bạn thừa đủ khả năng làm điều đấy nhá. Bây giờ em sẽ đọc cái số 1 này. I arrived in Guatemala on the day of the dead November 1st. I'm curious about this holiday, so I go to the cemetery to see what happening. What I find is quite interesting. Và cái thứ hai là I arrive in Guatemala on the day of the dead November 1st. I'm curious about this holiday, so I go to the cemetery to see what's happening. What I find is quite interesting. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Thì cái nào tốt hơn chị? Chị không thể nói là không biết cái nào tốt hơn được. Mà đến chị nói ra chị cũng biết thừa. Bây giờ nhá, chị sẽ phải đọc linh tinh bài này. Đọc bỏ hết âm cuối cho em. Nào chị đọc đi. Và vấp liên tục cho em. Chị cố tình đọc cho đi chị. Melon on the day of the dead, November 1st. Rồi, bây giờ chị đọc theo kiểu lúc nãy chúng ta đọc đi chị, đọc chuẩn hết cỡ nào. I arrive in Guatemala. Melon on the day of the dead, November 1st. I am curious about this holiday, so I go to the cemetery to see what's happening. What I find is quite interesting. Nào, cái từ interesting mình phát âm lại cho em này. Interesting. Interesting. Đó, khá hẳn. Thì chị có thấy là việc chị khá lên hay không là chị biết đúng không? Chị đừng có tự dối lòng mình. Tất nhiên sẽ còn nhiều từ là chị không phát hiện chị sai thì em sẽ can thiệp. Ví dụ từ interesting. Nhưng mà chị có thấy mọi người đều khen chị không? Chỉ có một mình chị không khen chị thôi. Thế nên là các bạn sẽ thấy là khi mà vào học thầy á, rõ ràng là học tiếng Anh, rõ ràng là tiếng Anh mà bài đầu tiên mà các bạn thường học với thầy là đầu tiên là phải phân biệt được giữa khiêm tốn và tự ti. Các bạn nhé, chúng ta luôn luôn lấy lý do khiêm tốn ra để chúng ta nói về sự tự ti của mình. Thầy kể cả ai khen Na như thầy, ôi xinh gái thế, luôn luôn Na được dạy là sẽ trả lời là cháu cảm ơn ạ. Chứ không bao giờ cả mẹ cả con dãy thành đạch ra, ôi giời, cháu nó xấu lắm rồi, bình thường mà cháu nó nhìn này, ôi sao Na học giỏi thế, ôi cháu nó học dốt mà. Không khiêm tốn tí nào các bạn nhé. Các bạn cứ để ý với nhau, không khiêm tốn một tí nào đâu. Cực kỳ nguy hiểm cho chúng ta luôn. Đồng ý với thầy thì bấm số 1. Thế không kêu nữa chị Mỹ nhá. Chị làm tốt hơn rất nhiều người khác. Nào, bây chị đừng có nhớ cái gì cả. Bây giờ em hỏi chị bằng tiếng Việt này. Bác ý, cái bác AJ này thì đến địa phương nào vậy chị? Watermelon đúng không chị? Nào bây em hỏi nhá, thì chị trả lời nhanh nhá. Where did he arrive? He arrived Watermelon. Không phải lần nhá chị nhá. Watermelon. Watermelon. Sao chị cứ lần vậy? Watermelon là quả dưa hấu rồi. Nào lại nha chị nhá. Chị chỉ trả lời tên thôi nhá. Watermelon đây chị nhá. Nào, where did he arrive? Watermelon. Ok, where did he arrive? Watermelon. 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 Ok. Nào, when did he arrive? No. November 1st. When did he arrive? November 1st. What is he curious about? Holiday. The holiday. Ok, lại chị nhá. What is he curious about? The holiday. Thế theo các bạn chị có trả lời được không? Có không có, không không không. Và đây có mấy phút thôi nhỉ. Chị nhá, chị Mỹ nhá. Em phải nói thật chị nhá, vì chị rất là tươi tỉnh với em Mỹ, là chị cũng rất là kiểu là cởi mở hả? Thế nên em nói chuyện chị rất thoải mái nhá. Cái suy nghĩ của chị làm hại các bạn khác đấy. Còn rất nhiều bạn đây chỉ mơ ước nói được như chị thôi. Tức mở mồm ra nói một câu tiếng Anh, ai hỏi gì trả lời đấy. Chị lại nói thì chị học khổ sở quá, chị không biết này. Chị nói thế là... Ví dụ như em ngày xưa là em cáu chị. Thế chị thấy mình đúng hay sai rồi chị? Thầy nói
gì là chị giỏi. Ờ, thế chị vẫn chưa thấy chị giỏi hả chị? Ô. Nghe sướng á. Thế sướng thì có học tiếp không chị? Hôm nay cứ bảo mình sẽ giống chạy nuôi vậy. Thế hôm nay thấy mình giỏi rồi đúng không chị? Đừng suy nghĩ vậy nữa nhá, nó phí chị Mỹ nhá. Em thấy phí lắm. Thôi em bảo này, nếu mà có cơ hội á, em rất mong là chị sẽ tham gia vào cộng đồng học viên nhá. Thì mình sẽ học tử tế từ đầu. Và mình sẽ, nói chung là em thì em tự tin thôi, nhưng mà em rất mong có cơ hội đồng hành cùng mình nhá. Và nếu không thì mình cứ nhớ cách học như vậy. Và cái mà em dạy ở đây á, là cái tư duy của chị đang sai quá. Còn tiềm năng á, và tài năng của chị á, thì nó như mọi người thôi, ở đây ai như ai đây. Làm gì có câu chuyện, có một câu chuyện tiếng Anh cứ bảo tôi già rồi, tôi bé quá, tôi bỏ học lâu quá, chẳng liên quan gì cả. Có đúng không các bạn? Các bạn đồng ý với này không? Nó chẳng liên quan gì cả. Cứ làm đi làm lại cũng được hết.